Cây này cây nu bồ công nha các bạn. Cây này cũng là cây ế thôi. Nay mình bán đa phần là cây ế không à. Cây ế nhà. Còn tồn đồng là mình bán thanh lý luôn. Cây này cái hoành hai mươi mấy. Hai mươi mấy. Nhưng mà già được cái nước già. Cây này không phải cây tơ đâu nha. Nó già u nần sần sùi vậy đó. Nuôi công nha các bạn. Cái này bữa mình bán 500. Nay mình hạ giá. Giá mình bán đại 350 nha các bạn ơi. Bán đại 350 đi, có anh em nào mua về giải trí cũng được. Cây này nói chung là cái đế thì tạm thôi. Tạm chấp nhận, chỗ nào cũng có rễ nhưng mà tạm chấp nhận thôi, chứ không gọi đế đẹp đâu nha. Nói chung đế xấu. Có vàng nâu. Cây nó có mấy cục dị hợm ngay chỗ phần gốc nè. Nó già nô, nó nhô ra tùm lum hết. Bán đại 350 luôn. Có ai mua không? Đỡ lại tiền phí. Coi như cây còn 320. Mua công nha các bạn. Và có anh kia hỏi mà không thấy chốt. Mình đem mình hạ giá, mình bán luôn, ai mua được mua nha các bạn.